Chào mừng thầy cô cùng toàn thể tất cả các bạn. Mình tên là Vũ Thúy, mã sinh viên của mình là EDX K3036 và hiện tại thì mình đang theo học lớp K3 Happy của trường đại học EDX. Và trong buổi hôm trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về những cái thứ liên quan đến những cái trong con người chúng ta có gì và chúng ta sinh ra là ai và trong chúng ta có một con người khác hay không. Đó là những cái buổi thảo luận của trong cái bộ môn nghiên cứu con người vào buổi 1. Và buổi 2 thì chúng ta đã cùng thảo luận những cái liên quan đến những cái vấn đề thực tế hơn so với cái việc mà chúng ta những cái vấn đề trừu tượng ở trong cái bài 1. Vậy thì cái bài 2 nó là như thế nào? Bởi bài 2 thì nó sẽ liên quan khá nhiều đến những cái vấn đề vật lý và những cái thứ nghiên cứu ở trong cái bộ não con người, gọi chung là những cái cách hoạt động của bộ não con người, để từ đó có thể là tìm ra những thứ có thể là thu hút con người và nó cũng có thể làm những cái mục đích thương mại. Và đó là những cái điều mà ở một số những người mà làm chút sale thì họ có thể thực hiện được. Vậy thì ở trong bộ não con người có một cái tế bào gọi là neuron thần kinh. Neuron thần kinh này nó có tác dụng điều gì? Mình có thể lấy một cái ví dụ như là mỗi buổi sáng bạn thức dậy, thực sự là trong con người bạn sẽ có ở trong cái bản thân con người bạn sẽ có hai ý kiến trái chiều. Đầu tiên là một người sẽ suy nghĩ là hôm nay mình có nên dậy hay không. Một người đó là cần phải một người nữa thì lại nói rằng đó là hôm nay mình cần phải thức dậy bởi vì mình có một cái buổi học quan trọng vào ngày hôm nay. Thì hai cái thứ đó nó sẽ đánh vào trong tâm trí con người, nó sẽ đánh vào trong tâm trí của bạn. Và nếu mà bạn biết xử lý và kiểm soát được cái lý trí cảm xúc của bạn thì bạn sẽ chiến thắng và bắt đầu đứng dậy, soạn sách vở này, xong rồi đánh răng rửa mặt, vệ sinh ăn sáng và sau đó là đi học. Thì cái đó là neuron của con, cái đó là neuron thần kinh của con người. Và cái neuron thần kinh này thì nó điều khiển tất cả những cái trạng thái mang tính chất về cảm xúc. Và nó có thể là điều khiển những cái thứ nó khá là những cái thứ mà giúp nhiều lúc cho chúng ta có thể mất cảm xúc, gọi chung là mất những cái lý trí. Mình có thể lấy ví dụ như là khi mà các bạn xảy ra một cái cuộc cãi nhau, đúng không? Và khi mà cái cuộc cãi nhau nó lên tới đỉnh điểm rồi thì cái lý trí ở lúc đó nó sẽ lấn át được cái cảm, cái lý trí lúc đó thì nó sẽ lấn át cái cảm xúc của bạn và bạn không thể suy nghĩ được điều gì. Sau đó thì trong một phút nóng giận, bạn đã giơ tay tát cái người đối diện. Và sau đó thì sau cái buổi cãi nhau như vậy thì bạn cảm thấy là ủa, tại sao mình lại thực hiện những cái hành vi như vậy? Thì nó cũng là một trong số những cái neuron đang hoạt động xung quanh con người bạn. Và những cái neuron này thì nó sẽ quyết định được cái cảm xúc của các bạn. Và chúng ta cũng đã học được cái bộ môn về kiểm soát cảm xúc, đúng không? Và không phải bất kỳ chúng ta thì ai cũng có thể kiểm soát được cảm xúc, mà nó sẽ được rèn luyện và có thể là trau dồi từ những cái pha xử lý tình huống và những cái sự trải nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nào trải nghiệm hết được những thứ trên đời này rồi, đúng không? Thì sẽ có những cái thứ chúng ta chưa thể nào trải nghiệm thì nó sẽ gây đến những cái bất ngờ và nó sẽ gây đến những cái cảm xúc mà chúng ta không thể nào tưởng tượng. Và cảm xúc của con người thì có thể chia thành khá là nhiều, ví dụ như là vui, buồn, tức giận, sợ hãi, tớm lợm, kinh dị. Thì đó là những cái trạng thái cảm xúc của con người. Và đôi khi thì con người sẽ mất kiểm soát vào những cái thứ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Và cũng nhờ đó mà một số những người xung quanh thì người ta đã lợi dụng, người ta đã sử dụng cái neuron thần kinh này của con người, nghiên cứu những cái hoạt động của não bộ để từ đó đưa ra những cái phương pháp và có thể là kiếm tiền cho, mang lại lợi nhuận cho chính bản thân họ này, hoặc là có thể là mang lại lợi ích cho cộng đồng, hoặc là nó cũng có thể mang một phần những cái lợi ích xấu của chính những cái cá nhân như vậy. Ở đây thì mình sẽ nói những cái thứ mà mang về mặt tiêu cực. Và mình chắc chắn là sẽ có tầm khoảng 80% trong đây từng đi mua hàng, sau đó thì bị một cái người, người ta sale xong người ta nói về các sản phẩm và sau đó thì bạn đã bất chợt bỏ tiền ra mua cái sản phẩm đó về lúc nào mà không hay. Hoặc là bạn vô tình lướt ở trên Shopee. Ví dụ như tôi thì tôi cũng hay lướt ở trên những cái Shopee này, Tiki, Lazada, và không hiểu sao trong một cái trạng thái mà
cảm xúc nó dâng trào, thì tôi đã vô tình bỏ những cái mặt hàng đó vào trong cái giỏ hàng, và sau đó thì dẫn đến thanh toán, và sau đó thì tôi đã mua cái mặt hàng đó về trong những cái trạng thái mà các bạn hứng thú. Người ta gọi đó là cái sự hứng thú khi mà các bạn có thể mua sắm này, có thể dạo chơi đấy, thì đó cũng là những cái cảm xúc của con người. Và ở trong trường tôi thì cũng có một giảng viên dạy về cái bộ môn NLP. Cái bộ môn này cũng là cái bộ môn nghiên cứu về cảm xúc của con người, và nó chạm vào những cái cảm xúc của con người. Ví dụ như là khi mà chúng ta có thể là tiếp xúc với một người nào đó, và chúng ta cần là thuyết phục họ mua những cái mặt hàng của mình, thì cái bộ môn NLP này thì nó sẽ đánh vào những cái thứ, ví dụ như là có thể đánh vào nỗi sợ, có thể đánh vào sự ham muốn của con người, để từ đó con người có thể là đưa ra những cái quyết định trong những cái lúc mà chúng ta vô cùng mơ màng, hoặc là có thể là đã đưa ra quyết định, sau đến lúc về thì chúng ta mới ngỡ ra là à, thì ra là mình cũng đã tự nhiên đưa ra những cái quyết định trong một cái lúc như vậy mà mình không hiểu tại sao. Thì cái đó thì nó cũng đã nêu lên cái vấn đề ở bài 1, đó là trong con người chúng ta có một người khác đang điều khiển không trong những cái trạng thái như vậy. Thì mình nghĩ là cái câu hỏi này thì nó là một cái công trình nghiên cứu khá là xa vời. Thế nên là mình sẽ nói qua về những cái neuron thần kinh mà mình đã tìm hiểu ở phía trước đấy. Và cái neuron thần kinh này thì nó sẽ điều khiển hoàn toàn cái trạng thái của con người, và nó cũng là cái trung tâm điều khiển cái cảm xúc này về mặt lý trí, và có thể là đưa ra những cái quyết định trong một trong những cái trạng thái nào đó, có thể mang cái tính chất đó là chúng ta biết trong cái lúc đó và chúng ta không biết trong cái lúc đó. Thì cái neuron thần kinh này thì nó sẽ đảm nhiệm tất cả những thứ như vậy. Và đó là cái video của mình về cái sự trình bày, và rất mong thầy cô cùng toàn thể các bạn xem và theo dõi, và chúc mọi người có một buổi tối thật là tốt lành. Xin chào tất cả các bạn.